Dạ. Công đoạn làm ra một chiếc bánh rập đặc sản Quảng Ngãi này. Đây, giờ đây là bắt đầu từ cái bột đây. Đổ vô một cái này gọi là cái lò. Đó, đậy lại. Bánh rập thì gồm có bánh tráng nè. Bánh tráng, đó, rồi. Đây là hành phi, hẹ. Sau khi vớt ra thì quẹt một lớp vào, bỏ một lớp hẹ, bỏ một lớp hành phi, rồi thành phẩm rồi. Một cái vậy là 10.000. Đây là lò bánh rập ở địa chỉ 247 147 187 xịt 25 Nguyễn Công Phương. Khách đến thì đông suốt ngày. Có chưa? À, đó, rất đẹp. Rồi, xe không lồm này. Giống như ổng xiếc ấy. Ở đây thì có bánh rập và bánh hấp nữa nghe. Bánh ướt, hai loại. Khách đông mà lồm thân hết. À, đây là một cái bánh hấp. Bánh hấp với bánh rập giống nhau hả? Giá cũng phải như nhau. Giá như nhau. À, mỗi cái bánh là một vá bột như vậy. Đó. À. Rồi bây giờ lại ăn thôi. Lại ăn thôi. Ăn bánh đập thì có nước mắm nêm. Đây, một miếng như thế này. Rất là thơm cái miệng. Thank you.